Nếu lưng trái thì cái nhà. Hàng cứu, hàng cứu. Hàng có, hay quá. Nha nha. Hôm nay hai chú cháu ra xong câu cá nhát luôn cả nhà. Hôm nay có sự góp mặt của cha béo nữa. Là ba người. Nãy giờ cha cũng được con rồi, giờ béo lên được con. Con này cũng tổng tổng. Rồi, tối nay quyết định là ba chú cháu ở ngoài sông đây chiến đấu hết con nước. Rồi, cho xuống luôn bên đây. Coi chừng túng ông tám nha con. Con tắt con bẻ ngạnh nó cái con quay tiếp. Ok ok. Con gửi cho mình nè. Phải con này cũng tọng á chú ha. Con đó chắc 3 lạng, 4 lạng bên nè. Dạ, tầm đó. Trời ơi, ông cháu người cũng làm được con chứ bộ. Con được cái út. Đúng nè. Còn chú ha. Còn luôn con. Ngon rồi. Cái này nó lớn. Từ từ. Đâu. Cái đèn nó luôn bên đây. Đổi đèn luôn, chút xíu rồi lên đèn. Tại giờ tối luôn cả nhà ơi. Hay quá. Đó, béo lên được con thứ hai rồi đó, coi dừng cái tay nha con. Ok. Không có gấp. Rồi con hạ từ xuống đây, giờ ông Tám lấy cái đèn lên cho con coi cho cả nhà xem. Từ từ rồi bỏ cái ghe đi rồi tính tính. Ờ. Tao lấy được đèn cho ông Tám. Còn cá còn không cha? Còn. Còn cho cha cho lên luôn đi. Lên né đứt thì mình nghe nha. Cái nhà lên được một con nữa cả nhà ơi. Lên liên tục luôn. Mà của mình nó bị đâm vô tay, cái ngát đâm vô tay rồi cả nhà. Giờ em nó còn ngồi đây nè. Đây chắc chút xíu này, kiểu này chắc kéo quay ghe về quá. Chảy máu tay em rồi. Để coi tình hình của mình sao không ấy thì chắc rút ghe về. Đấy cũng dính 4-5 con cá đang ăn. Rồi con rửa tay đi mình. Của mình bẻ ngạnh này cái sống ngạnh này. Tâm em nó móc ngạnh luôn. Chút xíu em lên ghe đi rồi bắt đầu rồi. Để ra xử nó cho. Ok. Mình không cần gấp. Ăn thì ăn nhưng mà làm từ từ thôi. Bữa cái ghe nó chìm cả nhà, rồi bắt đầu cái ghe kìm nó chìm heo luôn rồi, hồi nãy đi câu cái quên. Không có đem kìm mới. Bởi vậy hành ra cái nó vậy luôn. Rồi, đây là 4-5 con nè. Con này cá không bự, cá giòn giống như hôm bữa thôi. Rồi. Rồi tiếp tục nói không Minh? Dạ được. Hay về con? Không sao chứ bà, được. Rồi chứ được. Rồi, thôi, giờ nào mình tiếp tục. Rồi, mấy thầy tò về tới nhà cả nhà ơi. Đó, được 4 con cá ngát, 1 con cá út. Rồi, em đổ rau khe luôn Minh ơi. Cái tay con bớt nhất chưa Minh? Bớt rồi. Bớt rồi. Hồi nãy của Minh bị xui quá, bị đâm một cái mà cái tay của con nhỏ giờ sưng lên cả nhà. Đó, được 4 con. Rồi cái này em ơi, hai chú cháu kiếm làm để kiếm mớ rau nữa, làm tô canh chua với kho tộ hả mình ha. Dạ, ok. Rồi thôi giờ con về con nghỉ ngơi đi, ví dụ mà có nhức quá thì con điện chú Kha nha. Ok. Rồi coi tình hình nè, cái tay của em nó nè cả nhà, lủng một lỗ luôn. Thấy máu quá trời. Ừ. Ví dụ con thấy nhức quá thì con điện chú Kha chạy về. Rồi xong rồi để vô béo vô lấy thuốc nhức cho em nó uống. Đúng rồi, xong rồi cho im ngủ sáng mơ. Nói chung ngày mơ con cũng không cần ra sớm. Khi nào con thấy con khỏe thì con ra nha. Này chắc bỏ ngăn mát quá chứ. Ừ. Bỏ ngăn mát đi. Rồi giờ bỏ ngăn mát đi. Giờ nói chung nó cũng còn, nó còn sống nhưng mà nó hơi ngớp ngớp rồi. Dạ. Chắc rộng rồi, cũng không, nó cũng không sống nổi đâu. Bây giờ chú Kha rửa xong chú Kha bỏ ngăn mát. Rồi tươm ơi con thấy ra. Rồi chú Kha làm bữa cơm rồi hai chú cháu mình ăn rồi xong rồi nghỉ. Ok. Rồi. Rồi thôi, bye bye cả nhà. Hẹn ra ở nhà vào ngày mai. Rồi, hai chú cháu kiếm một mớ rau đem về nấu canh chua cá ngát nha nhà. Một phần thì mình kho tộ, còn một phần mình nấu canh chua. Nấu canh chua cái này là lá cóc. Ừ, chút xíu qua bên kia hái có bùi bạc hà đó để dành cho hai chú cháu mình nấu canh chua chứ không đâu. Mình hồi nói đi đúng rồi ha. Rồi con hái cái tên đọt này nó đủ rồi mình ơi, với nhánh này nè. Đúng rồi. Cây cốc gì đâu mà nó ra lá ăn
không kịp á. Ăn không kịp ra lá. Thấy mấy đọt non non thấy đại đi con. Đúng rồi. Con bẻ tông cho nó dễ bẻ con. Bẻ tông mới được. Cái tay của mình đỡ rồi nha cả nhà. Không có bị hành. Của mình nói hồi tối này nhất rồi sáng này nó hơi giật giật rồi xong rồi giờ đi im rồi. Biết bao nhiêu cây đã chết rồi nhưng mà cây này nó còn hoài luôn. Ăn hôm nay cái củ này nó bự hơn cái bắp giò của méo nữa. Đó con. Rồi được chưa? Rồi. Bẻ nữa, bẻ nữa. Hai bẻ thôi. Hai chú cháu làm miếng tô canh chua hay chi nhiều. Tí. Đó, để dành ba bẻ đó vài bữa nấu nữa đó. Ớt luôn. Hả? Tại 5 gram. Trời 5 gram vài bữa nó tốt là. Tại mưa là nó tốt lên nè. À. Rồi cái ớt nè. Cái ớt thì đâu vàng khè thấy ghê vậy. Ớt vàng khè tới đỏ đỏ luôn. Bên đây cây này xanh. Tay đỏ quá tao luôn. Hay là do nó bị tay nó chín này nó bị yếu sức ta. Không biết nữa. Rồi, hãy đớt thôi con. Qua đây hãy ngồi gai luôn nè. Ngồi gai đây còn còn có một cái chậu này bất tử thôi, còn mấy chậu kia chết hết rồi. Ai ra tiếng lại cái mày rồi. Chứ hay cầm con đó thôi. Nè, cho con kia kéo á. À, dạ. Cái dựng lá mía cắt đứt lỗ tai luôn. Dạ. Dạ coi chừng lọc ơi với chú ạ. Ok. Bước đại đi con. Rồi, bắt đầu bé với cô Minh làm cơm tươi nha cả nhà. Cô Minh sát rau đi con. Còn béo thì cắt cá, ướp. Đây, hôm nay béo mới mượn được cái hố mà. Hố nhỏ. Cá phần đầu, phần đuôi thì nấu canh chua. Còn phần giữa thì mình để dành kho tổ nữa. Mình khoái. Cá của mình được 4 con nhưng mà còn cá út nữa là 5 con. Nó dậy nhiều lắm cả nhà, cũng cả ký hơn à. Con tổng tổng không à. Cá phần đầu phần đuôi có hai chú cháu còn lại nè cả nhà. Còn cái này đó là phần ướp nãy giờ. À, nó cũng săn chắc được rồi. Mà nó nhiều quá, không biết đây sao đây. Có thể thịt luôn cả nhà. Tới 4 con luôn mà. Ngày giúp cháu ăn cá ký cá ngát. Rồi. Hồi nãy vô Kha thấy có mấy tới ớt đâu ta. Đây. Bỏ vô. Từng tí từng tí. Xin xin đôi đỏ chị em nhỏ nó mừng. Đây nắp lại. Kho tổ. Lên bếp than. Rồi. Đây sẵn béo nóng luôn. Rồi hơi nóng rồi. Xèo. Thơm sạn. Ủa thơm tỏi. Ôi trời. Vô mày. Tóm này hơi nhiều. Dạ. Rồi đó đi cô Minh. Ủa. Dạ. Tưởng ra đi con chặt nó còn bự chản chứ. Cái này hơi bự nè. Hơi bự. Tại bự thì ăn bự. Có như gì ăn mấy à. Rồi, bắt đầu béo nêm luôn. Đường với muối với chanh béo chuẩn bị sẵn luôn rồi nha. Cho em nó vô. Ủa, nó tán rồi. Rồi, sôi rồi. Sôi bùng bùng lên nha. Cái bỏ cá vô luôn. Cá hơi bị nhiều quá. Vô. Vô. Nằm im nóng nha con. Đừng nhảy nữa. Đừng nhảy lung tung đâm túng đài tay của mình. Yeah. Bé ngành này chứ kìa. Cái con tắn nắng đó là cái con đâm của mình á. Con tắn tắn. Ờ, cái nồi cá gì đâu mà. Nồi canh chua rồi cá không. Rồi, đợi sâu cái nó đi gần hơi chín thì vớt cái ra. Ủa, nó sôi quá trời sôi rồi. Không quá. Nãy có mỡ tôm mỡ nè, bỏ tôm mỡ vô. Ôi. Để rớt nữa. Thơm quá. Rồi. Cho hành vô luôn Minh ơi. Cho vô. Nhát ngay luôn chứ ngay. Tiêu luôn. Rồi, nửa cái tiêu rồi. Rồi xong nhịn đen xì rồi.
khách hay biết là cái món gì luôn. Rồi lên bờ, ở lên bờ. Rồi bữa cơm của hai chú cháu đã xong rồi cả nhà ơi. Đây, canh chua, cá kho, nước mắm. Rồi, cùng mình dở cái nồi kho ra xì khói luôn. Rồi, kho bắt đầu ăn cơm anh ơi. Rồi, bé với cùng mình mời cả nhà ăn cơm nha. Con mời cả nhà. Vô, vô mình ơi. Canh chua, cá kho tộ. Nay là thành quả được 4 con cá ngát. Ăn đi con. Ăn lấy lại tinh thần à Minh ơi. Cá kho tộ luôn cái nhà. Bé của mình kho cái nồi nhỏ hả? Ừ, nóng. Cái nồi này thì nó nóng lắm. Ôi nó ngon. Nên này nó cho kha ướp nó không mặn lắm, nó ngọt ngọt. Thấy là nghe của mình nói ngon là khoái rồi. Nóng hả? Thôi từ từ con, không gấp. Vậy để cho nó nguội xíu đi, hà hơi nữa. Cơm nóng, canh nóng. Đúng nha, hồi tối này là cá nói chung là nay đầu con nước cả nha. Cá chắc nói chung là nó ăn mạnh lắm. Mà cô Minh nó bị cái tay rồi xong rồi thôi, béo cô Minh với cha có té có cô béo về luôn. Chứ để em nó nhức rồi này kia nọ nữa. Về tối cô Minh mua lấy thuốc uống vô, lấy Panadol uống vô. Dạ. Giảm đau. Nước ngon quá chứ hả? Rồi, bữa cơm đơn giản có hai chú cháu vậy là được rồi. Vậy là mừng rồi. Nói chung là cô Minh không có bị hành dữ. Cũng nhức vậy rồi thôi à. Làm cái đuôi nè. Đây, cô Minh ăn thấy hèm không? Rồi ngày mai là có chú Bin qua rồi nha cô Minh. Yeah. Sáng chú Bin thông báo rồi đó. Ngày mai là chú Bin qua. Cái đuôi nó có xương ở giữa không à? Còn cái ghìa nó là cái gì ta? Cái vây ha. Rồi thôi con, được rồi con. Ở trên đây còn cá nhiều lắm, ăn đại đi Minh. Cá vô. Canh chua cái nó chua ngọn ha. Cá kho cái nó mặn này vô à. Trồng khước cá. Cá là thịt béo quá ha. Béo mà đều không được dai lắm. Có nãy béo kho gấp nè. Ướp chưa để chưa lâu nó đầu nó hơi mềm. Mềm mềm chứ không đến nổi. Không đến nổi mà bị bở cả nhà. Nó làm cái đầu. Rồi mắm ra. Thành cá. Kìa, xương nhỏ. Này đi câu cái này ghiền giật. Ghiền giật cá. Chỗ lăn túng nước mắm không á. Cô Minh nói ý là nó cô Minh làm nước mắm ngon hả? Vậy vô Kha lăn vô tớ chú Kha. Lăn vô tớ đi. Rồi. Tay tận dụ. Có gì đâu Kha đâu. Khóm nóng.
chân 5 lưỡi nữa. Ừ, 5 rồi hả? Dạ. Xương nhỏ, xương nhỏ á. Còn cái chỗ nào bị xương hả? Dạ. Cái nào? Cái nào bị xương? Có quần đuôi á. Đuôi không? Ừ. Em hút giữa nào không? Ừ. Để sắp mưa nữa rồi chú Khang, sắp vô mùa mưa rồi. Ừ. Cấp gần quá rồi hả? Ừ. Nó dẫn chú Hà chú Bình bắt ếch nha. Ếch gì chú Khang? Ừ. Ếch gì? Ếch đồng. Lỡ ếch kia chứ. Nghéo. Ếch kia còn hơi bị bự luôn á. Ừ. Bắt té phạch 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 luôn hả? Ừ. Đó đi học chuyên gia chứ. Tại mưa, tại mưa. Ừ. Trời mưa đi học té, mà bắt ếch té, bạch 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 luôn. Cái gồ nữa chứ nè. Ừ? Sắp tép một mũi cái gồ. Ừ. Cái chua, chua chín không? Dạ. Cái chua sao nó chua quá à. Biết sao nãy chú Hà bỏ cuối cùng. Chú Hà sợ để như mấy lần tướng nó nhự. Ừ. Sao nó tên cà chua cái nó chua rồi ta? Ừ. Ngộ quá. Ngộ luôn. Đậu quá. Con cá mình. Ừ. Vô. Mai chú Bình được qua. Ừ. Thế chú Bình cách ly vậy chứ test 4-5 lần có đâu có lần nào bị đâu. Ừ. Tại tiếp xúc với cháu, gần cháu là chú Bình sợ vậy thôi chứ. Chứ đâu có lần nào chú Bình bị. Dán đi một xe đều bắt nữ. Rồi đầu mùa giải giờ mình được F2 chứ còn chưa được F1 nữa. F2 mới chịu. Như chú Bình nè bị F1. Con xong một chén rồi đó. Ừ? Con xong một chén rồi đó. Rồi khét đít ta. Dạ. Rồi vậy mà khét đít. Ừ. Dính này chứ chưa khét. Ừ. Vậy là con được. Ừ. Hớp. Không chắc hơi bự rồi ăn vậy mới đã. Ăn cá của mình thôi, ăn khô tổ thôi, cái này khúc này nó mới đâm con nè. Khúc giữa hả? Gió bắt đầu quá tệ. Đó chứ đó mùa này là hái diều đó chú ha. Ừ. Tuấn khai chị. Kho tộ quá. Cá kho tộ thì hết tơn. Còn cá canh thì còn, mà canh thì không còn miếng nước, còn miếng nữa. Ăn cá canh với nghén hả? Hay là xương? Dạ. Cái xương. Cái đầu cái đuôi xương. là miếng ăn hả? Để ăn sao? Để chiều cho cá mày ăn tiếp. Dứt khứa luôn, còn khứa làm luôn chưa rồi. Dạ. Ừ. Để chú Kha ăn ba vớ nè. Ba vớ rồi chú Kha. À biết rồi. Là mấy cái dùng mới ăn. Ngỡ dính đít nè mình. Ừ.
Ngon. Đời của mình làm miếng canh nữa nha. Cái lá cấu vậy mà ăn nó còn chua. Bỏ lá cấu rồi. Cái miệng. Con lá rồi á. Rồi, cái thằng cũng rồi. Rồi, hai chú cháu bye bye cả nhà luôn. Bye bye cả nhà. Bye bye.